vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự lạc quan về kết quả cũng như triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế. Người nước ngoài được thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam. Tiểu mục Văn hóa Việt tuần này sẽ cùng quý vị khám phá hương cốm vùng cao Tây Bắc. Thưa quý vị, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội vào ngày 27 tháng 10, nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về kết quả tăng trưởng của nền kinh tế trong 3 năm gần đây, cũng như triển vọng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thể hiện sự băn khoăn về tình trạng trên nóng, dưới nóng, nhưng ở giữa thì lạnh trong việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, cũng như những thách thức trong việc đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. GDP quý 3 tăng cao hơn mức tăng của quý 2 và làm đảo chiều xu hướng giảm dần đều trong 3 quý liền trước. Điều này đã củng cố niềm tin cho nhiều dự báo hiện hành rằng kinh tế Việt Nam 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng cao và nhiều khả năng vượt mục tiêu 6,7%. Đặc biệt hơn là cán cân thương mại chúng ta xuất siêu trong 3 năm liên tiếp và 9 tháng đầu năm nay đó chúng ta xuất siêu tới 6,3 tỷ đô la. Khi chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc xảy ra trong năm 2018, thì nó đã tác động đến cái thị trường tiền tệ quốc tế, nhiều đồng tiền trên thế giới mất giá từ 10 đến 20%. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta thấy là tỷ giá là biến động nhẹ và được kiểm soát trong cái phạm vi mà chúng ta cho phép. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đặt chỉ tiêu đề ra. Số hộ nghèo thiếu hụt đa chiều có xu hướng giảm nhiều hơn trước. Những bài học kinh nghiệm của Việt Nam đã được nêu tại diễn đàn xóa nghèo và các vấn đề phát triển khác trong chương trình nghị sự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gần đây. Liệu mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 của chính phủ có hay không thêm một lần lỡ hẹn? Tôi đề nghị chính phủ, đặc biệt là trong việc cắt giảm giấy phép con và thủ tục hành chính, với phương châm chính sách là tiếp tục cởi trói cho doanh nghiệp theo tinh thần thực thi là trên nóng, dưới nóng, giữa cũng phải nóng. Chúng tôi cho rằng là phải triển khai hỗ trợ đầy đủ các cái chính sách, các chương trình của doanh nghiệp theo cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tháo gỡ được các cái khó khăn và giải quyết các cái thủ tục cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho các hộ doanh nghiệp chuyển đổi một cách dễ dàng hơn sang doanh nghiệp. Thì với tất cả những cái chính sách, chúng tôi tin rằng là các tình hình của doanh nghiệp có thể sẽ đạt được, phấn đấu thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Quan điểm của chúng ta là coi trọng thu hút đầu tư FDI, nhưng không phải và càng không thể là bằng bất cứ giá nào. Chúng ta cũng sẽ phải có một cái bộ lọc, không thu hút bằng mọi giá, không đánh đổi bất cứ một cái gì về như về môi trường để mà lấy cái đó và tập trung vào những vấn đề công nghệ thân thiện môi trường rồi liên kết với cả doanh nghiệp trong nước. Nếu chính phủ bằng lòng với mục tiêu lạm phát trên 4% thì người dân có quyền đặt câu hỏi liệu trong tương lai mục tiêu lạm phát có được điều chỉnh thành khoảng 5% hay khoảng 6% và liệu các nhà đầu tư còn có tin rằng ổn định kinh tế vĩ mô sẽ luôn là mục tiêu xuyên suốt và lâu dài của chính phủ. Rồi lãi suất, tỷ giá liệu có té nước theo mưa cùng với sự điều chỉnh mục tiêu lạm phát của chính phủ. Nhân đây chúng tôi cũng báo cáo là chính phủ và thủ tướng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cái chủ trương là phá giá đồng tiền của chúng ta để mà hỗ trợ cho xuất khẩu. Đây là chính sách nhất quán của chúng ta. Chính phủ cũng không có một cái động thái nào trong cái việc mà nới lỏng về cái kiểm soát về lạm phát như băn khoăn của đại biểu Vũ Tiến Lộc. Thủ tướng thì đã có một cái hạn mức rất là chặt chẽ cho cái mức nợ nước ngoài của quốc gia. Cho nên chúng tôi cũng hứa với Quốc hội sẽ tiếp tục kiểm soát chặt cái này, nhất là trong cái điều kiện mà tỷ giá thế giới nó tăng, mà nợ nước ngoài của chúng ta gia tăng lên thì cái nghĩa vụ trả nợ quốc gia cũng rất là lớn. Liên quan đến 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương, trong thời gian qua nhiều giải pháp đã được triển khai để vực dậy sản xuất các dự án này. Bước đầu một số giải pháp được đánh giá là đã đi đúng hướng. Hiện đã có hai đơn vị là nhà máy phân bón DAP số 1 Hải Phòng và nhà máy thép Việt Trung không những không còn thua lỗ mà đã bắt đầu có lãi, thậm chí có nhà máy sản phẩm ra đến đâu tiêu thụ ngay đến đó. Dự án nhà máy thép Việt Trung với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, ngay trong năm đầu đi vào hoạt động, cuối năm 2014 đã lỗ 91 tỷ đồng. Khó khăn về tài chính, giá bán phôi thép thấp khiến trong 2 năm tiếp theo, khoản lỗ lũy kế đến hết năm 2016 lên đến 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên,
bước sang năm 2018, nhà máy đã bắt đầu có lãi. 9 tháng đầu năm ấy thì công suất của nhà máy là đã vượt 10%, với chạy là 110% so với FS. Và cái lợi nhuận thì hiện tại số liệu 9 tháng là trên 500 tỷ. Và cái khoản mà nộp ngân sách cho nhà nước là trên 900 tỷ. Cũng nằm trong nhóm 12 dự án chưa hoạt động hiệu quả của Bộ Công Thương. Nhưng trong 9 tháng năm 2018, nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ đã đạt mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt gần 150 tỷ đồng. Sản xuất đến đâu, tiêu thụ đến đó. Cái con người là điều rất là quan trọng. Khi mọi người đã hiểu được cái khó khăn của công ty thì người ta đoàn kết cùng nhau phấn đấu tìm các giải pháp tiết giảm chi phí và vận hành máy móc ổn định hơn, đạt sản lượng cao hơn, năng suất cao hơn thì nó sẽ có hiệu quả cao. Sau 2 năm triển khai, các giải pháp khắc phục 12 dự án chưa hoạt động hiệu quả của ngành công thương, nhà nước đã thu về được 1.000 tỷ đồng. Trong số 6 nhà máy thì có 2 nhà máy đã sản xuất có lãi, 4 nhà máy còn lại đã từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ, 3 nhà máy đã sản xuất trở lại. Còn đối với các dự án dở dang đang thực hiện phương án đấu giá tài sản và hàng tồn kho. Hết tháng 8 thì chúng tôi thấy so với đầu năm tiếp tục giảm 124 tỷ, nghĩa là cái nợ chúng ta cũng ở các dự án, các nhà máy chúng ta cũng giảm. Cái thứ hai nữa là không những chúng ta bảo đảm được cái nguyên tắc không sử dụng vốn nhà nước bơm vào các dự án để cứu dự án. Cái thứ hai là chúng ta bảo đảm nguyên tắc xử lý các dự án theo cái nguyên tắc của thị trường và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Cho đến thời điểm này, tính tổng nợ gốc và lãi mà 12 dự án đang nợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng vào khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết đã có phương án để cơ bản giải quyết những khó khăn của 12 dự án nhà máy trong năm 2018 và xử lý dứt điểm vào năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Bắc Son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ này. Cách đây hơn 20 ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Thưa quý vị, hội kiến Chủ tịch Thượng viện đồng thời là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Saychum vào sáng ngày 27 tháng 10, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn Thượng viện Campuchia xem xét và ủng hộ việc điều chỉnh chính sách và luật pháp nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có cuộc sống ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn vào nước này. Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Samdech Saychum khẳng định hai bên cần tăng cường hợp tác, triển khai có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký, đồng thời khẳng định Thượng viện Campuchia sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện các đề nghị của Việt Nam. Cũng trong chiều ngày 27 tháng 10, bà Trương Thị Mai đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng Bộ, Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Siem Reap, Ưng Hương. Trong chuyến thăm làm việc tại Pháp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi hội kiến với Phó Chủ tịch Thượng viện Philippe Dallier, làm việc với Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái François de Russy và Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp Rémy Rieu. Trong các buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Pháp ủng hộ việc hoàn tất các thủ tục để ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư vào cuối năm 2018, đề nghị Viện châu Âu phê chuẩn đầu năm tới. Đồng thời đề nghị Pháp tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, mong muốn Pháp có tiếng nói mạnh mẽ hơn, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, khẳng định lập trường thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương, bảo đảm đề cao an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sẽ hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên, cũng như hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 10 đã bế mạc tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Trưởng ban đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực và Phó Chủ tịch Hội nghị, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia vào nhiều nội dung quan trọng được thảo luận của hội nghị. Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á đã thông qua tuyên bố Moscow,
đề cao tầm quan trọng của hợp tác giữa các đảng chính trị trong phòng ngừa xung đột, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, cũng như thúc đẩy tin cậy chính trị giữa các quốc gia. Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ, tranh chấp thương mại và chủ nghĩa đơn phương, đồng thời tái khẳng định những nguyên tắc cơ bản là chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng giữa các quốc gia, giải quyết hòa bình các xung đột quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Cũng nhân dịp này, trưởng ban đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân đã hội kiến Thủ tướng Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Medvedev. Trong hai ngày vừa qua, các quan chức cấp cao ASEAN Trung Quốc đã tiến hành cuộc họp lần thứ 16 về thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC. Tại cuộc họp, nhiều nước bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng quân sự hóa, các hoạt động đơn phương và nhất là nguy cơ xảy ra va chạm giữa lực lượng vũ trang trên biển của các nước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, tình hình Biển Đông hiện nay có nguy cơ dẫn đến những sự cố nghiêm trọng, nguyên nhân là sự gia tăng quân sự hóa và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Do vậy, Việt Nam luôn kêu gọi không quân sự hóa, kiềm chế, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và xây dựng một bộ quy tắc ứng xử thực chất và hiệu lực. Tuy nhiên, văn kiện này cần phải cân bằng, có tính đến lợi ích của các bên, đồng thời vạch ra các nguyên tắc định hướng và phương thức cho các hoạt động hợp tác và tạo khuôn khổ cho duy trì đối thoại trên Biển Đông trong tương lai. Trong phần tiếp theo của bản tin, câu chuyện về một vị bác sĩ người Mỹ đã gắn bó với sự nghiệp chăm sóc và hồi sức sơ sinh ở Việt Nam suốt gần 2 thập kỷ qua. Tiểu mục Văn hóa Việt tuần này sẽ cùng quý vị khám phá hương cốm vùng cao Tây Bắc. Tiếp tục bản tin thời sự, thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể đứng tên để đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa điểm hợp pháp ngoài nhà thờ. Quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tổ chức sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài khi họ sang Việt Nam làm ăn, sinh sống và học tập. Cộng đồng tin lành Hàn Quốc Sarang tại Hà Nội là nhóm tôn giáo tin lành thứ 3 vừa được thành phố Hà Nội chấp thuận việc đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại địa điểm ngoài nhà thờ sau khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực. Đầu tiên chúng tôi rất cảm ơn. Chúng tôi đã được nhận giấy phép. Khi chúng tôi được chấp nhận sinh hoạt tôn giáo thì chúng tôi được làm theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Qua đó có thể giúp đỡ nhiều hơn cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam. Theo luật tín ngưỡng tôn giáo, thì người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam sẽ đứng ra đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và thẩm quyền xem xét là thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Thì căn cứ về luật thì chúng tôi tạo điều kiện thẩm quyền của thành phố, nhưng mà chúng tôi sẽ xem xét nhìn nhận thực tế và tạo điều kiện cho họ và họ sẽ làm đơn để cam kết những các điều kiện cần thiết thì chúng tôi sẽ báo cáo thành phố, khi thành phố chấp thuận chúng tôi sẽ thông báo cho họ để họ được sinh hoạt. Nhóm Sarang Hà Nội có khoảng 100 tín đồ hiện đang sinh sống làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Họ thuê định kỳ phòng họp tại khách sạn này từ 10 giờ đến 13 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần để tập trung cùng nhau thờ phượng, hát thánh ca, học kinh thánh và cầu nguyện. Sinh hoạt tôn giáo tại đây tôi như được phục hồi lại thể chất, tinh thần. Chúng tôi rất vui mừng mỗi khi đến đây. Nó như động lực để chúng tôi sống trong tuần đầy sự hưng phấn. Cách sinh hoạt ở Hội Thánh Sarang và ở Hàn Quốc không khác nhau. Có khác chỉ là khi tôi sinh hoạt ở Hàn Quốc thì có rất nhiều tín đồ, còn ở Việt Nam thì ít hơn hội nhóm ở Hàn Quốc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, cộng đồng những người nước ngoài theo đạo tin lành có khoảng 1.000 người thuộc 50 quốc tịch khác nhau. Ngoài 3 nhóm tín đồ tin lành Hàn Quốc được cấp phép sinh hoạt tập trung, thì các nhóm tin lành người nước ngoài khác đang sinh hoạt tôn giáo thành nhóm riêng tại cơ sở thờ tự của Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc hoặc được Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc bảo trợ để thuê mượn địa điểm hợp pháp phục vụ cho sinh hoạt tôn giáo. Từ một chuyến công tác tình cờ vào năm 2000,
qua Việt Nam, một vị bác sĩ người Mỹ không ngờ rằng mình sẽ gắn bó với sự nghiệp chăm sóc và hồi sức sơ sinh ở đây suốt gần 2 thập kỷ qua. Đó là bác sĩ Colin Patrick, giáo sư lâm sàng nhi khoa Đại học California. Trong suốt thời gian từ đó tới nay, ông đã tình nguyện tham gia vào công tác giảng dạy y khoa tại Việt Nam ở khắp các bệnh viện cả nước. Không chỉ đem lại những kiến thức có giá trị cho các bác sĩ Việt Nam, ông còn để lại ấn tượng là một bác sĩ giàu lòng nhân ái. Ông đã được Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho những đóng góp đó. Gần 20 năm trước, những em bé sinh non như thế này có tỷ lệ tử vong sau 24 giờ là 54%. Một trong những nguyên nhân chính là do việc điều tiết oxy chưa hợp lý, lượng oxy thường ở mức quá cao cho trẻ đẻ non. Đây cũng là phát hiện của bác sĩ Colin Patrick trong quá trình nghiên cứu và khám lâm sàng trẻ đẻ non tại Việt Nam. 18 năm qua, ông đã giảng dạy cho nhiều bác sĩ tại Bệnh viện Nhi, từ đó góp phần giúp giảm tỷ lệ tử vong của trẻ đẻ non từ 54% năm 2001 xuống dưới 10% ở thời điểm hiện tại. Bác thường xuyên làm việc trên từng bệnh nhân, rất là cụ thể. Bác làm việc rất là chăm, rất là cần mẫn và tỉ mỉ, chi tiết. Mình học được từ cái cách làm việc của bác. Mình rất là ấn tượng về cái việc mà bác chăm sóc và cứu sống các cái bạn, nhất là những cái bạn mà nguy cơ tử vong rất là cao. Có một lần có một bạn rất là nặng, bệnh màng trong rồi tràn khí màng phổi, hạ nhiệt độ và ống động mạch. Đối với những bạn đẻ non như thế thì thường trước đây là không thể qua khỏi. Nhưng khi mà được giáo sư hướng dẫn rồi tiếp cận bệnh nhân, cách xử lý bệnh nhân từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, khi giáo sư vào thì mình thấy là lần đầu tiên bệnh nhân nhỏ cân khi mình về khoa cứu sống được một bạn đẻ non 27 tuần mà tình trạng bệnh nhân rất nặng. Để bày tỏ sự trân trọng những đóng góp chuyên môn của bác sĩ Colin, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đã tổ chức một buổi lễ tri ân đặc biệt kỷ niệm lần thứ 50 ông sang Việt Nam. 7 năm trước, các bác sĩ ở đây đã tặng tôi một bức thư pháp có chữ Tâm và đùa tôi rằng tôi đã để lại một phần con tim mình ở Hà Nội. Nhưng không phải vậy, tôi đã tìm thấy con tim mình ở Hà Nội. Gần 10.000 cây xanh sẽ được trồng tại một số vùng ở Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hạnh Phúc Xanh vừa được khởi xướng vào sáng ngày 27 tháng 10 tại Hà Nội. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và dự án Nhà chống lũ đồng tổ chức. Trong gia đình và các bé đăng ký ủng hộ sớm sẽ trồng những cây đầu tiên trên tổng số hơn 1.200 cây tại tuyến đường 21B của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Các bé tự tay trồng cây và gắn bảng tên của mình. Cây của bé sẽ được dự án Hạnh Phúc Xanh chăm sóc và giữ gìn. Đây là hoạt động góp phần cùng vun đắp tình yêu thiên nhiên và đóng góp cho cộng đồng một bóng mát cây xanh. Cùng với các hoạt động như chạy bộ, triển lãm tranh tại Hà Nội và thành phố Hội An, dự án Hạnh Phúc Xanh mong muốn triển khai ở tất cả các vùng có nguy cơ sạt lở để phát triển và phục hồi hệ thống rừng đầu nguồn có khả năng che chở và bảo vệ con người. Sau đây là thời lượng của tiểu mục Văn hóa Việt. Thưa quý vị, cứ nhắc đến cốm là người ta nhớ ngay đến mùa thu Hà Nội, đến làng làm cốm nổi tiếng ở đất Hà Thành. Thế nhưng ít ai biết rằng, nếu như có dịp đến với bà con ở vùng núi Tây Bắc vào những ngày thu tháng 10, thì món ăn nổi tiếng này cũng là một thứ quà không thể thiếu mỗi khi thu về. Mặc dù chưa vượt ra khỏi những bản làng xa xôi để trở thành món đặc sản có thương hiệu vang danh khắp nơi như là cốm làng Vòng, nhưng ngày hội cốm tháng 10 ở Tây Bắc lại làm nên nét văn hóa đặc sắc, là một ngày lễ quan trọng của đồng bào các dân tộc như là Tày, Thái, Nùng, Mông nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, trong tiết trời se lạnh của mùa thu tháng 9, khi mà những bông lúa nếp đã bắt đầu ngả bóng câu như thế này thì cũng là lúc mà những người phụ nữ trong các gia đình dân tộc Dáy ở Bát Sát, Lào Cai lại nô nức xuống đồng để thu hoạch và mang về thực hiện những bước để làm ra được một món ăn hết sức độc đáo và đặc sắc, đó là món cốm non. Và để tìm hiểu xem cách thức làm cốm của người dân tộc Dáy ở Bát Sát, Lào Cai có gì so với những dân tộc ở các vùng khác,
thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trở vào làng để trải nghiệm về cách thức làm cốm truyền thống của người dân tộc Giấy ở Bát Sát, Lào Cai. Lúa ngắt về từ sáng sớm được người dân chế biến luôn, bởi nếu để mấy hôm sau mới làm thì sẽ mất đi nhiều hương thơm và độ dẻo của cốm. Tất cả các công đoạn làm cốm đều được bà con dân tộc Giấy thực hiện thủ công bằng tay theo cách truyền thống, bởi họ tin rằng những hạt cốm được làm ra từ chính đôi bàn tay khéo léo của mình sẽ dẻo thơm hơn. Và cũng bởi vì đây là món ăn quan trọng, một năm mới có một lần được duy trì như một nét văn hóa truyền thống lâu đời của bà con dân tộc Giấy nơi đây. Mùa khác không có, mùa chiêm không có đâu, không trồng được cái nếp này. Vâng, với mùa chính mùa nó mới làm được. Đời nào cũng làm như này, không có thì không được đâu. Nếu mà dân tộc Giấy ấy, dân tộc Giấy thì từ đời trước đến bây giờ không có lúc nào không có cốm. Mà lúc khác không có, mà tháng 9 thì phải có cốm, nhà nào cũng có hết. Sau khi được tuốt bằng tay, hạt lúa sẽ được đem đi sàng để loại bỏ những hạt lép rồi mới tiến hành rang cốm. Đây là bước quan trọng nhất quyết định độ thơm dẻo của cốm. Cốm phải được rang bằng bếp củi. Chính vì vậy mà nhà nào ở bản cũng đắp một cái lò bằng đất để rang cốm. Suốt quá trình rang cốm cũng phải tính toán sao cho lửa phải được đều thì cốm mới ngon. Nếu rang chưa đủ thời gian, nếp sẽ bị dẻo quá, vỏ chưa được khô nên khó tách ra khi giã. Còn nếu rang quá lâu, hạt nếp cạn nước, bị gãy vỡ sẽ khiến cho độ ngọt của cốm giảm đi và mùi không còn hấp dẫn. Cốm sau khi rang chín, để cho bớt nóng sẽ được bỏ vào cối để thực hiện công đoạn giã cốm. Giã cốm cũng phải có cách, bởi mạnh tay quá thì nát, vỏ dính chặt vào hạt, còn nhẹ quá thì vỏ không bong được ra. Chây giã không được nặng quá và giã thì phải đều tay, không được chậm vì cốm sẽ bị nguội đi. Vừa giã vừa phải đảo liên tục cho đều đến khi hạt cốm dẹt mỏng, dẻo và dậy mùi thơm. Cốm giã xong được chia thành từng mẻ nhỏ, sẩy cho chấu bay hết ra rồi lại cho vào giã tiếp. Cứ như vậy lặp lại 3 lần thì coi như đã hoàn tất một mẻ cốm. Và đối với người dân trong bản thì cốm không phải là thức ăn bình thường mà còn là sản vật để dâng lên tổ tiên và cúng trời đất trong lễ mừng cơm mới. Tạ ơn trời đất đã cho mùa màng tươi tốt bội thu cho gia chủ, cho bản làng năm sau hạt lúa thêm mẩy, cây lúa thêm chĩu bông, nặng hạt, thóc đầy nhà, con cái luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Người dân tộc Giấy thì cái cốm mới này quan trọng nhất, năm nào cũng đến tháng 9 tròn ngày tốt chứ. Ví dụ ngày kia ăn thì hôm ngày mai cả làng người ta đi xuống đồng cắt hết. Từ hồi xưa đến bây giờ rồi, nếu mà nhà nào cũng có, cũng làm vấn đề đi mua về cúng. Mình 10 tổ tiên vào xuống, bây giờ các cháu làm cơm mới rồi, cơm mới từ ruộng đã, bây giờ đã làm chín rồi. Thì con cháu cũng 10 tổ tiên vào ăn cơm mới, thì ăn xong thì phù hộ cho các cháu làm ăn được. Thì vụ sau mình làm cho lúa tốt hơn. Cốm sau khi người ta giã xong á, là người ta cho vào bát, xong rồi đưa lên bàn thờ thắp hương. Tức là nó mang cái ý nghĩa là trình báo với tổ tiên á, là một cái mùa lúa đã được thu hoạch xong. Người dân tộc Giấy có câu, cốm ngon do tay người, được mùa lúa vui mùa cốm. Từ nhỏ, người dân tộc Giấy đã được học cách làm cốm của bà, của mẹ, hiểu được ý nghĩa của món quà này là sự chất chiêu của mồ hôi, công sức của người lao động, của trời đất. Vì vậy mà dù có bận rộn đến mấy thì người dân tộc Giấy cũng không quên tự tay chế biến cốm mới để làm giàu vốn văn hóa ẩm thực của bản mình, của vùng Tây Bắc xa xôi. Không khí cả làng giã cốm rộn ràng bao nhiêu càng báo hiệu một vụ mùa mới bội thu bấy nhiêu. Tiểu mục Văn hóa Việt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam bằng cách truy cập website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.